Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel nha. Và hôm nay, chúng ta lại đến với cái tựa game khá là quen thuộc, Hang Thành Phố Rồng. Để xem coi. À, hôm nay là mình đã giành được 42 viên game rồi nha mọi người. Một cái số lượng game khá khá ha. À, bây giờ thì anh em mới vào thì sẽ đi thu hoạch nhẹ vàng cái nha các bạn. Anh em mình cũng đang kiếm cái điểm coin để chơi cái sự kiện này luôn nè. Mình me cái sự kiện này lắm luôn đó các bạn ơi. Tiếp theo thì mình đang cố gắng đưa cái con Legend Daisy này về nhà nè. Hiện tại còn 3 ngày nữa, mỗi bước đi di chuyển của chúng ta tốn khoảng 2.500. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, còn 5 bước nữa là về nhà rồi các bạn ơi. 2.500 mỗi bước đi trong vòng 1 ngày, anh em kiếm mình kiếm cày lắm cũng tầm khoảng 2.000 thôi. Rồi bây giờ thì nên chúng ta sẽ cày nhẹ cái sự kiện này cái để kiếm điểm coi màu xanh nha mọi người. À, kỷ lục của mình đó là 30.000 nha. Anh em nào có cái kỷ lục nào ghê ghê không, comment chia sẻ với hai tay cho vui nè. Đó, còn hai tay thì cái kỷ lục Guinness. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình phá cái kỷ lục này nha mọi người. Mời các bạn cùng theo chân HNT Channel quậy banh cái sự kiện này nhé. Let's go. Wow, ở những cái này thì hơi căng thẳng một chút xíu nha. Nên chúng ta còn phải gọi là hết sức tập trung. Khi mà tốc độ nó càng nhanh thì càng ghê gớm ha. Rồi, hiện tại thời tiết trong trong cái tựa game này nó đang là buổi trưa đúng không? Khá là nóng nực luôn đúng không? Cái màu sắc là mình thấy cái gam màu này nó hơi nóng rồi đó nghe. Ây, và buổi chiều thì... Ủa, này buổi tối nè các bạn ơi. Có mặt trăng lên là mình thấy nó mát mẻ rồi đó. Đây. Wow, nhẹ nhàng đó nè. Ui, trời lạng lách ghê quá các bạn ơi. Trong game này vậy thôi nghe. Chứ ra ngoài mà chạy xe kiểu này là công an bắt chết luôn đấy. Không những bắt mà còn bị phạt nữa cơ. Wow. Rồi và các bạn ơi, anh em nào mà lần đầu tiên đến với kênh HNT Channel thì nhớ bấm subscribe nha. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. Để HNT ra video hay là livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Wow. Mấy cái ca này hơi rung rung nha mọi người. Tốc độ đã bắt đầu nhanh dần rồi. Không biết anh em để ý được đó là tới tốc độ bao nhiêu rồi nhỉ? Chứ mình đó là mình thấy nó hơi căng rồi đó nghe. Wow. Ôi, gắt quá anh em ơi. Mới có 27 thôi mà anh em chúng ta bị rớt rồi. Rớt đài rồi. 112 điểm ha. Còn những con số cũng khá khá đi. Ở đây mình nhận được khoảng 200 điểm coin để chơi sự kiện nha mọi người. Tiếp theo thì sẽ đến với đập cái bát. Và mình nhận nguyên một con rồng. Ui, chả con gì vậy anh em. Ồ, con này thuộc dòng R nha. Con này có cầm kiếm nữa. Thôi ơi, rút râu nữa cơ. Nhìn khôn ngầu luôn. Ở đây thì trên cái hòn đảo của mình mình coi hiện tại thì còn khoảng mấy tiếng nữa nên chúng ta sẽ ra được hai thành viên nữa rồi nè. Lót dép người chờ ha mọi người. Dạo này HNT gọi là đang ở cái chế độ để dành game ha. Nó là xài ít tiết kiệm xíu nha anh em. Rồi tốn một viên game luôn. Hôm nay nên chúng ta sẽ đến với sự trở lại của cái thành viên đây. Mamatrix City, một trong những con rồng mới của HNT nha mọi người. Ca này thì anh em mình sẽ cho đi với đây, Legend Daisy, thành viên này đó là rồng miệng rộng ha. Sở hữu một cái chiếc miệng vô cùng rộng, còn thành viên này thì sở hữu một cái skin nham thạch cực kỳ ngầu. Lượng sát thương của mình đang được đam nữa nè các bạn ơi. Mới hàng, gọi là hàng này là hàng mới nha các bạn. Mới review có một tập thôi cho nên nó là đang còn rất là hot. Bây giờ lôi ra review tiếp chắc không được hen. Ok, let's go nè. Ca này thì nên chúng ta khều nhẹ với tuyệt chiêu của rồng miệng rồng đi. Con này thì hơi xưa cũ xíu. Tính ra là anh em mình lấy về tới nay cũng đã được gần 2 tầng rồi đó mọi người ơi. Đó, gần 2 tầng và match với A cộng rồi hen. Mình nó là ngày làm 7-8 tập cho nên nó là về cái tựa game này không á. Cho nên nó là anh em chúng ta cày hơi bị ghê nghe. Điểm số nhảy lên với tốc độ bàn thờ luôn cơ. Và giờ đây anh em chúng ta cùng nhau đến với cái hẹp tiếp theo nè. Ui, gas mode. Phun lửa nhẹ ăn cái cho người ta thấy sức mạnh của mình nè. Đó, ghê chưa. Tiếp theo là đến với Rosie. Bạn này thì đang được đam với mình luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình thì mình nghĩ chắc có lẽ là mình quýnh không nổi đâu. Anh em mình khều khều ở dưới thôi ha. Đó, thường thường nhẹ thôi. Và sau đó thì nay chúng ta sẽ xài tới sự lượng sát thương đang được tăng gấp đôi. Gas mode 10.000. Do mình biết mà, mình biết cái sức mạnh của mình đâu có lên tới 11 đâu. Ra đường nào cũng chết.
Đấy rồi, cái con Legend Daisy level 20 đến từ trang bàn. Thôi cha anh em mình còn kẹo được một hiệp nữa nè. Chơi khô máu luôn anh em ơi. Bây giờ là còn miếng máu nào không đây? Ít ra là phải có máu mới khô được nghe, chứ không có máu á là ca này mình sẽ nhờ đến cái bé này đi ha. Mong rằng nó đam nhẹ nhẹ thôi. Đó, đam nhẹ nhẹ tầm khoảng 10.000 là được rồi. Ui ui ui, Harris Mon các bạn ơi. Ca này chắc có lẽ là mình sẽ cho đây rắn nham thạch. À không lẽ đổi tên nó chú ơi, cho chú ấy là rắn nham thạch hay các bạn. Thấy cái tên này cũng khá là ngầu đấy. Penny. Rồi, ca này thì gặp phải hàng VIP đây. Bé này thuộc dòng VR các bạn ơi. Trời ơi, tên bạn cũng khá là mạnh đây. Dấu ấn rồng xanh thì chiêu đến từ rồng miệng rồng. À ha, thành viên này yếu máu rồi anh em ơi, lao ra xúc thôi. À, tuyệt chiêu gọi là nhả lửa nha các bạn. Ui, anh em mình đã lên được một cái chữ mới rồi các bạn ơi, đây là chữ C nha. Leo răng gọi là luyện từ từ. Ở đây thì anh em mình cố gắng làm nhiệm vụ sự kiện luôn nha. Mình đang cố gắng lấy cái con gọi là Legend Daisy này nữa này các bạn ơi. Khu vực này thì anh em chúng ta đi thu hoạch nè các bạn, thu hoạch thức ăn. Đây là khu vực arena và phải mang cái con có cái chiêu băng ra. Rồi, chơi luôn anh em ơi, làm nhiệm vụ nha. Khu vực arena và mình phải mang con nào có cái chiêu băng ra mới được đấy. Chiêu băng thử. Để mình coi rồng mình có con nào có chiêu băng không. Trời ơi, đừng, nó không có con nào có luôn nè. À, có này các bạn ơi. Có nha, nhưng mà trong khu vực này thì nó hơi gắt một chút xíu. Anh em mình mang cái con mạnh mạnh tí nha. Theo cái sự tính toán của mình thì ok. Rồi, vậy đi hang cho nó chắc, chứ nhiều khi mình sợ quýnh không lại đó mọi người. Let's go. Mời anh em cùng nhau hướng mắt về sân khấu. Lần này thì anh em chúng ta sẽ mang rồng gọi là rồng miệng rồng, kèm theo đó chính là Harris Mon, một trong những con Harris rất là đẳng cấp luôn. Ôi căng vậy ta, biết vậy cho con này ra trước đi, gọn hết là ăn được rồi. Còn cái này là thần đất thử. Ôi cha, chú này là thần đất các bạn ơi, không đùa được đâu nghe. Dấu ấn rồng xanh nè. Đó, tầm 19.000 ha. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Một chiêu của nó thôi là mười mấy ngàn rồi. Mà cái con này nó được đam với mình nữa nè mọi người ơi. Nếu mà mình tính toán không lầm. Ôi da, mình xài cái chiêu giảm đam luôn hử. Chứ mà nhớ con này nó được đam với mình luôn ấy. 15.000. Ôi ca này hơi gắt nha. Ây cha, đội hình này không ổn rồi đại dương ơi. Chắc phải mang cái đội hình kia qua cửa được. Dính trưởng rồi. Lại một người nữa ra đi. Ok, chịu không nổi các bạn ơi, đội hình này mạnh quá. Tên bạn level 30 luôn rồi. Anh em mình chắc có lẽ là phải cố xíu thôi, chứ cái này là mình nâng level lên được không ta? Mình còn được khoảng 38 ha. Lên thuộc một chút xíu các bạn. Rồi hết điểm rồi. Đây, ca này thì tiền tình là nó hơi căng nè. Lên gần mà người ta 30, trong khi anh em mình mới 25 mà. Cái này không cân sức rồi. Wow, 30, 30 và 30 luôn, ghê vậy. Rớ vô một cái nữa, mình nghĩ chắc phỏng tay thiệt đó. Ôi cha, thôi tiêu rồi anh em ơi. Anh em mình tốn một viên game luôn để kiếm cái đội hình mới mới xíu đi. Thôi bỏ luôn đi các bạn ơi, quýnh không nổi đâu. Giờ mình nhận ra được một điều là trong đó toàn là cao thủ không ha. Anh em mình vô đó là bay màu luôn ấy. Và bây giờ thì anh em nào trong team của mình nhớ làm nhiệm vụ nha. Ui, các bạn thì ghê vậy, vua rồng nước lên tới 20 rồi nè. Ở đây chúng ta còn khoảng bao nhiêu ta, 50 hay là 50 ngàn nữa là bắt đầu lấy được cái 8 triệu thức ăn nha. Đây mình nó là level thấp cho nên nó cho mình có 1 triệu rồi các bạn ơi. Đây, cố lên anh em ơi. Rồi, HNT Channel được 5 ngàn rồi hen. Nến này của mình là mình up rồi, mình up được khoảng 4-5 cái trứng rồi đó các bạn. Bây giờ là chờ thời gian nó ra thôi. Hai cái này là mình có được, hai cái đít này là của mình nè. Cái đít Tony với lại HNT Channel. Mình chơi cái này mình cầm 3 đít luôn ấy. Thấy ghê chưa? Còn các bạn này vô tem rồi mà không chịu làm nhiệm vụ rồi. Cái này chắc đá đít ra tỷ thành viên nữa nè. Anh em nào có chơi thì nhớ chú ý nha. Nạp đơn vô tem HNT Channel nha các bạn. Trời ơi, vô nhận thưởng rồi chứ. Vô phải cày cày xíu mới được nhận nha. Rồi anh em chúng ta chơi nhẹ cái sự kiện này lại cái nha các bạn ơi. Rồi, ở khu vực này thì kỷ lục của mình vẫn là nhiêu đó. Bây giờ này chúng ta còn phải cố gắng phá kỷ lục Guinness nha.
Rồi. À, bây giờ là bờ trời buổi sáng đó các bạn ơi. Nhìn gọi là không khí rất là mát mẻ trong lành ha. Đó, trưa lên một chút xíu là bắt đầu nóng nực rồi đó nghe. Wow. Mình thì trong các buổi là mình phải buổi tối nhất ha. Buổi tối là nên chúng ta tranh thủ đi ngủ là ok luôn á. Đó. Rồi, được 7.000 rồi các bạn ơi. Đây đây đây, lần này thì cố gắng gọi là gom được nhiều nhiều chút xíu nghe. Và chỉ còn có một lần nữa, nếu như mà chơi mà đàng hoàng ấy, là anh em chúng ta một lần nữa mình nhận được một cái con rồng rồi các bạn. Con rồng thuộc dòng mà như là R thì phải. Mặc dù thuộc dòng R thôi nhưng mà dù sao nó cũng là rồng mới nha mọi người. Gọi là cái tựa game này dạo này nó ít ra rồng mới mà cấp thấp lắm ấy. Rồi cố lên nào anh em ơi. Wow, bắt đầu thấy nhanh rồi đó. Không biết các bạn xem trên điện thoại hay là trên tivi các bạn thấy như thế nào nè. Ây, mém tắt. Cái này thì tắt thiệt luôn rồi các bạn ơi. Va đầu vào đá, thử xem cái đá với cái đầu rồng cái nào cứng hơn. Ai ngờ đâu là xem bạn nó cứng quá. Rồi anh em chúng ta nhận được thêm một cái bát nè. Mình đập cái bát này nha. Đây. Ui, được 3 điểm. Anh em mình ra đổi điểm đi các bạn ơi. Đâu rồi? Wow, ra nhận điểm nè. Let's go. Wow, ngon lành hen. Và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một subscribe nhẹ cái nha mọi người. Đừng quên đăng ký và mở thông báo. Đó, mở thông báo hình cái chuông lên để hết ra video thì anh em mới nhận được thông báo vào chơi mình cho vui nha. Rồi, video này cũng khá là dài rồi và hát xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo luôn nha.